Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu một con siêu phẩm hàng thổi lá Tanaka, thổi lá đeo vai chuyên dụng Nhật bãi các bác nhé. Con này là hàng công suất lớn và đặc biệt thì đây là một con máy 4 thì các bác nhé. Con này thì máy móc về liền lạc cực kỳ là đẹp các bác này. Đó, rồi đầu tiên bác nào xem clip thì như vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh của chuông thông báo nhé. Thì đây là một con máy thổi lá đeo vai chuyên dụng, thích hợp cho các bác thổi lá điều, lá cao su hay các bác thổi công trình mà cần những cái máy mà sử dụng động cơ 4 thì nhá, êm ái, nhẹ nổ, vip lợi xăng, các bác có thể tham khảo nhé. Con này thì mã của nó này là GX680-6801 Tanaka. Con này thì được trang bị công suất là 68cc luôn, rất là mạnh nhá. Trọng lượng máy con này nó rơi tầm đeo vai là tầm 9kg nhá, 9kg. Thì các bác nào làm công việc như kiểu thổi lá điều, lá cao su, vườn đó, kiểu hay thổi công trình, các bác cần một cái máy thổi lá công suất lớn nhá. Đấy, thì các bác có thể tham khảo, con này là hàng siêu vip luôn, hàng 4 thì cho nên là chạy cực kỳ êm ái và lợi xăng nhá. Máy móc thì liền lạc đủ đồ hết cho các bác này, máy móc đủ đồ hết cho các bác nhá. Đấy, máy thì được trang bị công suất lên 68cc luôn. Con này siêu vip rồi, hàng Tanaka. Máy rất đẹp luôn thì các bác nhá. Này thì mới chỉ vệ sinh sơ qua, chưa vệ sinh kỹ nhá. Đấy. Rồi thì em test nổ con máy 4 thì cho các bác này. Con này thì công suất 68cc nhá. Các bác đang cầm một con máy thổi lá hàng 4 thì, hàng không phải pha xăng pha nhớt. Đấy, cho nó chuyên dụng, cho nó tiện dụng, ai cũng thể sử dụng rất dễ dàng. Thì có thể tham khảo con này nhá. Đây, test thử tiếng máy cho các bác này. Chạy cực kỳ êm các bác nhá. Rất êm luôn, êm như gió thở luôn các bác nhá. Có vip luôn, quá chất luôn các bác nhé, quá êm luôn. Nghe tiếng động cơ cực kỳ là phê. Rồi em sẽ test cái sức thổi của con Tanaka này nhé. Con này 68cc, sức của nó thì quá mạnh luôn rồi. Ok nhá, test con thổi là 4 thì Tanaka các bác nhé, rất là nhẹ nổ luôn. Các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.